người gốc Armenia ở Nagorno-Karabakh buông vũ khí, tìm đường ra đi. Các quan chức Nga cho biết các chiến binh Armenia ở Nagorno-Karabakh đã bắt đầu đầu hàng sau thời gian dài diễn ra chiến dịch quân sự của Azerbaijan. Nga cho biết các tay súng gốc Armenia tại vùng Nagorno-Karabakh đã bắt đầu giao nộp vũ khí sau một chiến dịch quân sự của Azerbaijan. Bộ Quốc phòng Nga nói 6 xe bọc thép, hơn 800 khẩu súng và khoảng 5.000 đơn vị đạn dược đã được giao nộp tính đến ngày 24 tháng 9. Trong khi đó, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga có quân số khoảng 2.000 người đang tiếp tục phân phát viện trợ nhân đạo. Lực lượng gốc Armenia ở Karabakh, vùng đất được quốc tế công nhận thuộc về Azerbaijan, đã buộc phải ngừng bắn từ hôm 20 tháng 9. Trước đó, lực lượng Azerbaijan phát động chiến dịch mà Baku nói là để chống khủng bố sau khi một số binh sĩ thiệt mạng do các cuộc tấn công từ khu vực miền núi. Hôm 22 tháng 9, quân đội Azerbaijan đã dỡ bỏ tượng đài xe tăng ở Karabakh, vốn là biểu tượng cho sự kiểm soát của Armenia. Tương lai của vùng Karabakh và 120.000 người gốc Armenia ở đây hiện đang rất bấp bênh. Chính quyền Azerbaijan cho biết, quốc gia này muốn bước khu vực tranh chấp lâu năm này tái hòa nhập với cả nước, trong khi đó người Armenia thiểu số lo sợ sẽ bị đàn áp và cho rằng thế giới đã bỏ rơi họ. Theo Reuters, những người Armenia ở Karabakh nói họ đã bị phong tỏa trên thực tế với rất ít lương thực, điện và nhiên liệu. Họ đã kêu gọi các cường quốc giúp đỡ. Washington cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc trước các hoạt động của quân đội Azerbaijan Azerbaijan dự tính ân xá cho các tay súng người Armenia ở Karabakh chấp nhận đầu hàng. Azerbaijan cũng thông báo rằng người Armenia có thể rời khỏi khu vực này để đến Armenia nếu họ muốn. Armenia từng bại trận trước Azerbaijan trong cuộc chiến tranh giành vùng lãnh thổ này năm 2020, đã chuẩn bị chỗ ở cho hàng vạn người gốc Armenia sơ tán từ Karabakh. Tuy nhiên, thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói ông không muốn họ phải từ bỏ nhà cửa trừ khi điều đó cực kỳ cần thiết.